Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Sống mấy nghìn năm còn có sức lực như vậy, lão nhân gia bình thường rèn luyện cũng không tệ đấy. Nát rồi. Quy tắc thế giới của hắn triệt để nát ra rồi. Hắn đã hoàn toàn mất đi tư cách đọ sức với lưỡng trụ cảnh ta. Ta quả nhiên nói không sai, ngươi của bây giờ không giết được ta đâu. Thế thì chưa chắc đâu. Vạn kiếm vi kiếm. Kiếm ý do tâm. Đây sao có thể chứ? Pháp tắc lực trong cơ thể của hắn vậy mà hồi phục rồi. Không đúng, nói một cách chính xác là có tiểu thế giới mới. Pháp tắc mới ở trong cơ thể của hắn đã vận chuyển rồi. Chỉ còn lại một cây cuối cùng, dùng tạm đi.
chỉ là một cây mà cũng muốn làm ta bị thương, đừng hòng né được. Chờ đã, có gì đó sai sai. Tại sao bắt đầu từ khi nãy? Nói một cách chính xác, từ khi Lã Thụ bắt đầu tiêm vào sức mạnh trong sợi dây màu xám kia. Trong tiềm ý thức mình đã bắt đầu cảnh giác quá độ nhất cử nhất động của nó, thậm chí suýt chút nữa là bỏ qua Lã Thụ. Rõ ràng chỉ là một sợi dây mỏng, một tàn kiếm. Nhưng tại sao trong cảm chi của mình, nó lại phóng thích ra cảm giác áp bách? Gần như là giống với Lã Thụ. Thứ gì đó tới rồi. Hơi thở của cấp bậc lưỡng trụ cảnh. Tên này nhìn giống như Lã Thụ, lại có kiếm tức liên quan. Chẳng lẽ đây chính là kiếm linh trước đó đệ tử kiếm lư đã sử dụng qua sao? Nếu thật sự như vậy, thám tử nói qua, kiếm lư kiếm linh chỉ biết tát bạt tai. Chỉ cần ta đề phòng thì không cần phải sợ nó. Lão già này đang làm cái gì vậy? Vấn đề lớn nhất trước mắt vẫn là Lã Thụ. Vừa nãy hình như hắn dùng thứ gì đó, có lẽ là thần vật có thể trị thương. Công pháp kiếm lư mà đời này Lã Thụ kiếm tu vốn dĩ là uy lực bất phàm, vượt xa công pháp bình thường. Nếu như để cho hắn hồi phục đến trạng thái đỉnh phong, mạng của ta cũng không còn. Không thể kéo dài được nữa, nhất định phải kết thúc chiến đấu trước khi hắn hoàn toàn hồi phục. Ai nói kiếm linh chỉ biết tát bạt tai? Nó còn biết tuyệt tự và bứt tóc. Tin tức không tốt. Chuyển thế của người đó lại là đến ngay cả kiếm linh đều không giống với người thường sao? Đến lúc phải kết thúc rồi. Ân oán của ngươi và ta,
còn có tất cả chuyện này đều là. Ở đó là đà thông không gian thông đạo của tường lũy thế giới. Lã Thụ mở nó ra để làm cái gì? Tại sao mình lại không nhìn thấy gì? Vật gì lại có thể khiến ta bị thương? Trong tay của ngươi là gì? Thừa ảnh, danh kiếm thượng cổ, vô hình vô ảnh, vô cùng sắc bén. Sau trận chiến của Trường Bạch Sơn, phân lý với Lã Thụ kiếm chủ đương đại, sau đó không biết tung tích đâu nữa. Hôm nay là ngày quyết chiến. Nhìn thấy lại mặt trời. Thừa ảnh vừa xuất vạn vật tiêu tan.